Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2 com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài Gặp Carib và Sila trước sử thi Odyssey, sử thi Hy Lạp do Homer sáng tác Bài học ngày hôm nay thuộc sách giáo khoa ngữ văn 10, bộ sách Trần Trời Sáng Tạo Chúng ta cũng bắt đầu ngay thôi nhé Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phần tác giả Homer là tác giả sống trong khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ 7 trước công nguyên. Ông là nhà thơ Hy Lạp là tác giả của hai tác phẩm sử thi Iliad và Odyssey. Về phần tác phẩm ngày hôm nay, đây là một tác phẩm sử thi lớn của Hy Lạp cổ đại kể lại cuộc hành trình trở về quê hương của Odysseus sau chiến thắng tại thành Troy. Đoạn trích thuộc khúc ca thứ 12 của sử thi nói tới thử thách đối với Odysseus và các bạn đồng hành khi gặp các quái vật biển. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt văn bản nhé! Chuyện kể về cuộc hành trình trên biển của Odysseus và các bạn đồng hành khi gặp các quái vật biển. Trốn cất, en no xong, họ lên thuyền vượt biển, tìm đường về nhà. Trên thuyền, Odise lo lắng và quyết định nói những lời cxc căn dặn mình cho các bạn đồng hành rằng cần cẩn thận sọng hát các nàng siren quyến rũ và cánh đồng cỏ đầy hoa của họ cùng lời khuyên chỉ mình Odise nghe hát mà thôi giải thích tỉ mỉ một hồi nhờ gặp gió thuận họ đến đảo của các nàng siren lúc này gió tắt hẳn sóng êm họ thực hiện kế hoạch đề ra trước đó nhưng không thoát khỏi tầm mắt của các nàng siren. Khi vừa đi khỏi đảo, bụi nước bắn lên một màn sương, sóng đập ầm ầm. Các bạn của Odysseus sợ quá, đánh tuột cả mái chèo. Thuyền đứng ngay lại. Odysseus thấy vậy, đã đến và dừng lại bên mỗi người để động viên, khuyến khích họ lấy lại tinh thần và đưa ra cách giải quyết. Nhưng chàng quên mất lời dặn dò của CXC là không được cầm khí giới. Thử thách bắt đầu xảy ra khi một bên là Sila, một bên là Carip, khiến những người đồng hành sợ tái xanh mặt. Khi họ đang chú ý đến Carib thì Sila đã bắt mất sáu tay trèo khỏe nhất. Khi nhìn lại thì chỉ còn mấy chân tay họ dãy ruộng cùng những tiếng kêu thét lên và họ đã chết. Trước tiên chúng ta đến với phần 1 trước khi đọc Câu hỏi số 1 trang 44 như sau: Theo bạn, người giữ vai trò đứng đầu, lãnh đạo một tập thể cần phải có những ưu điểm nổi trội nào về phẩm chất và năng lực? Vậy thì trước tiên chúng ta xét về phẩm chất trước nhé. Họ phải là người chính trực, dũng cảm, tốt bụng và bao dung phải không nào? Ngoài ra, họ cần phải yêu quê hương, luôn ghi nhớ công ơn của tổ tiên có trái tim yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong tập thể khi họ gặp khó khăn và có nghị lực sống mạnh mẽ, luôn hướng tới cộng đồng. Tiếp theo là về năng lực. Người này cần phải có sức khỏe, có trí tuệ, có khả năng giải quyết những vấn đề trong cộng đồng và nhạy bén, công bằng trong mọi việc đấy. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến với nội dung đọc văn bản. Câu hỏi số 1 trang 44 như sau. Tôi ở đây là ai? Chi tiết nào giúp bạn nhận ra điều đó? Vậy thì các em hãy đọc kỹ đoạn văn phần 1 và liên kết với những câu văn trước đó để tìm ra cơ sở cho nhân vật tôi nhé. Chúng ta có thể nhận ra rằng tôi ở đây chính là nhân vật Odyssey bởi vì Odyssey là nhân vật chính trong văn bản này và ở chi tiết đã được lược bỏ xuất hiện tình tiết. Odyssey được CFC báo trước về những khó khăn, gia năng khác mà chàng còn phải đối mặt. Đến với câu 2, sách giáo khoa trang 44 như sau. chi tiết, bụi nước bắn lên và tiếng sóng đập ầm ầm cho thấy điều gì sắp xảy ra. Vậy thì các em hãy đọc kỹ đoạn văn thuộc phần 2 và dự đoán xem hai chi tiết bụi nước bắn lên và tiếng sóng đập ầm ầm cho thấy điều gì sắp xảy ra nhé. Chính xác rồi, Hai chi tiết này là hai hình ảnh mạnh mẽ, khác thường nơi vùng biển. Sự cảm điều gì đó nguy hiểm, không an toàn sắp xảy ra với cuộc hành trình của Odyssey và những người bạn đồng hành. Đến với câu 3, trang 44 như sau. Cách nói, lựa lời dịu ngọt của Odyssey trong tình huống này theo bạn có thực sự cần thiết không và nó có tác dụng gì? Vậy thì để trả lời câu 3, các em hãy đọc kỹ đoạn văn thuộc phần 3 Chú ý chi tiết, Odysseus lựa lời dịu ngọt nói với các bạn đồng hành và tình huống diễn ra những lời nói đó nhé. Vậy thì ta biết rằng tình huống diễn ra cách nói lựa lời dịu ngọt đó là khi vừa ra khỏi đảo, bụi nước bắn lên cùng tiếng sóng đập ầm ầm. Lúc này, các bạn đồng hành cùng Odysseus sợ quá, đánh tuột mái chèo xuống biển, thuyền bị đứng lại. Odysseus dừng lại bên mỗi người, lựa lời dịu ngọt khuyến khích họ rằng đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp thử thách trước đây có những thử thách ghê gớm hơn nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua được vậy thì cách nói này trong tình huống này thực sự cần thiết bởi sự khuyến khích động viên ấy sẽ giúp các bạn đồng hành khác bình tĩnh lại gợi nhớ đến những chuyện trước đây tất cả đã từng vượt qua thử thách như thế nào để khơi dậy lại niềm tin sức mạnh ý chí trong lòng mỗi người từ đó, mọi người có thể điềm tĩnh cùng nhau vượt qua khó khăn và tìm ra cách giải quyết. Đến với nội dung sau khi đọc, câu hỏi số 1 trang 47 như sau. Tóm tắt các sự kiện chính được kể trong văn bản trên và cho biết. Theo lời tiên đoán của CXC, ODC đã căn dặn thủy thủ phải làm những gì để tránh sự quyến rũ nguy hiểm của các nàng siren. Vậy thì các em hãy đọc lại văn bản để nắm được các sự kiện chính và chú ý đoạn văn nói về lời căn dặn của Odysseus với các thủy thủ để tránh sự quyến rũ nguy hiểm của các nàng siren nhé. Chúng ta có các sự kiện như sau. Sự kiện 1. Sau khi chôn cất MP no xong, Odysseus cùng những người bạn lên đường vượt biển cả trở về nhà và chàng nghe CXC dự báo trước về những hiểm nguy. Sự kiện 2. Odysseus lòng bồn chồn, lo lắng nên đã nói những điều CXC căn dặn mình cho mọi người nghe, giải thích tỉ mỉ và cùng bàn trước kế hoạch. Khi đến gần đảo Siren, tất cả đều thực hiện theo đúng dự định đã bàn trước đó. Sự kiện 3 đó là vừa ra khỏi đảo, bụi nước bắn lên, sóng đập ầm ầm, mọi người đánh tuột mái chèo, họ phải đối mặt với một bên là Sila, một bên là Carib. Sự kiện 4 trong khi mọi người chỉ chú ý đến Carib thì Sila đã bắt mất sáu tay chèo thuyền khỏe nhất và họ đã chết. Như vậy, Odyssey đã căn dặn các thủy thủ cần làm những điều sau. Đầu tiên, cần coi chừng các nàng siren quyến rũ, coi chừng giọng hát và cánh đồng cỏ đầy hoa của họ. Thứ hai, lấy dây trói chặt Odyssey vào cột buồm để buộc chàng phải đứng yên ở một nơi. Cuối cùng, nếu Odyssey có van xin hay ra lệnh cho các thủy thủ cởi trói ra, thì hãy trói chặt thêm nữa. Câu hỏi số 2, trang 47 như sau. Dù đã có những dự liệu khôn ngoan, đề phòng khả năng xấu nhất, Odyssey và bạn đồng hành phải đối mặt với nhiều thử thách bất ngờ. Các chi tiết nào cho thấy điều đó? Vậy thì các em hãy chú ý đến những chi tiết cho thấy những thử khách mà ODC cùng các bạn đồng hành phải gặp. Đó là các chi tiết như sau. Khi thuyền cách đảo trường một tiếng hú, mọi người hối hả chèo thuyền nhanh hơn, nhưng vì thuyền nhấp nhô trên sóng và đi gần đảo quá nên không khoát khỏi tầm mắt của các cô nàng siren. Vừa đi khỏi đảo, bụi nước bắn lên như một màn sương từ những ngọn sóng lớn cùng tiếng sóng đập ầm ầm. Người bạn đồng hành sợ hãi nên đánh tuột máy chèo xuống biển. Cuối cùng, đối mặt với một bên là Silla và một bên là Carib ủng ục ngốn nước biển. Câu hỏi số 3, trang 47 như sau. Việc sử dụng ngôi kể thứ nhất trong văn bản trên có ưu thế gì so với ngôi thứ ba? Vậy thì trước hết các em phải hiểu rằng khái niệm ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba khác nhau như thế nào và thử đặt tình huống văn bản trên được kể theo ngôi thứ ba sẽ có gì khác so với ngôi kể thứ nhất nhé. Qua đây, ta có thể hiểu được rằng việc sử dụng ngôi kể thứ nhất trong văn bản trên giúp người đọc hình dung một cách cụ thể nhất, chân thực, thuyết phục nhất về cuộc hành trình trên biển đảo của Odyssey và những người bạn bởi câu chuyện đó được chính nhân vật tham gia là Odyssey kể lại. Đó là những ưu thế và lý do văn bản trên chọn kể bằng ngôi kể thứ nhất thay vì ngôi kể thứ ba đấy. Đến với câu hỏi 4, trang 47 như sau. Hình tượng những quái vật biển như Carib, Silla được xây dựng từ hiện tượng tự nhiên nào? Các hiện tượng ấy giúp bạn hình dung như thế nào về không gian, thời gian sử thi? Vậy thì các em hãy chú ý đến những chi tiết miêu tả hai quái vật biển là Carib và Silla để tìm ra điểm tương đồng với các hiện tượng tự nhiên trên biển nhé. Chúng ta có thể nhận ra hình tượng quái vật biển như Carib, Silla được xây dựng từ hiện tượng tự nhiên, đó là sóng thần hoặc vòi rồng trên biển đấy. Từ những hiện tượng tự nhiên ấy, chúng ta có thể hình dung về một thời gian sử thi đã thuộc về quá khứ. Đó là thời gian của cộng đồng và một khoảng không gian sử thi rộng lớn, thường gắn liền với những cuộc phiêu lưu của các vị anh hùng. Câu hỏi số 5, sách giáo khoa trang 47 như sau. Phân tích một số chi tiết thể hiện bản lĩnh của ODC trong vai trò là người lãnh đạo trước những khó khăn, thử thách mà chàng và các bạn đồng hành phải đối mặt. Vậy thì các em hãy chú ý đến những chi tiết miêu tả cách ODC giải quyết vấn đề khi đối mặt với những khó khăn, thử thách trên con đường trở về nhà để có thể làm được câu số 5 này nhé. Cô sẽ gợi ý như sau. Odysseus là người giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc hành trình vượt biển về quê nhà. Khi được CSC báo trước rằng cần phải coi chừng các nàng siren quyến rũ, coi chừng giọng hát và cánh đồng có hoa của họ. Odysseus đã đem điều này giải thích rõ ràng cho các bạn đồng hành hiểu và đưa ra hướng giải quyết cụ thể để tất cả đều có thể vượt qua một cách thuận lợi những khó khăn thử thách chưa dừng lại ở đó mà ngày càng tăng cấp hơn bản lĩnh của odyssey không chỉ được thể hiện qua tài năng hay cách giải quyết tình huống mà còn qua phẩm chất và lời nói hai chi tiết báo hiệu điều chẳng lành trong văn bản là bụi nước bắn lên và tiếng sóng đập ầm ầm càng thể hiện rõ con người của odyssey lúc này vì quá hoảng sợ nên những người đồng hành của odyssey đã đánh tuột cả mái chèo và chàng đã lựa lời dịu ngọt để trấn an họ chàng đã rất khéo léo và thông minh khi nhắc lại quá khứ bởi đây không phải lần đầu tiên họ đối mặt với khó khăn trước đó họ cũng đã đối mặt với những hiểm nguy còn nặng nề hơn thế các nói như vậy sẽ giúp mọi người bình tĩnh lại cợt nhớ đến chuyện trước đây để tất cả cùng vượt qua thử thách khơi dậy sức mạnh niềm tin và ý chí trong lòng mỗi người. Từ đó, mọi người có thể điềm tĩnh và cùng nhau vượt qua khó khăn. Câu hỏi số 6, trang 47 như sau. Nêu cảm hứng chủ đạo của đoạn trích. Vậy thì đoạn trích ngày hôm nay của chúng ta có cảm hứng chủ đạo là từ những hiện tượng tự nhiên trên biển và khát vọng chinh phục thiên nhiên của các vị anh hùng thời xưa các em thân mến cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong bài gặp carib và si la các em hãy suy cập vào trang lời giải 2 com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau